Liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý về khả năng sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea vào Nga, ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng sự kiện này là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 16 tháng 3 tới. Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng quyết định tiến hành cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea là hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, tại Crimea, Thủ tướng nước Cộng hòa tự trị này, ông Sergei Aksionov cũng cho biết Crimea cũng có thể gia nhập Nga trong vòng một năm sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16 tháng 3. Ông cũng cho biết lực lượng an ninh tại Crimea đang nỗ lực hết khả năng để bảo đảm cho cuộc bỏ phiếu diễn ra an toàn và đúng kế hoạch. Nhằm bảo đảm tính minh bạch và khách quan của cuộc trưng cầu dân ý, chính quyền Crimea cho biết khoảng 50 quan sát viên quốc tế tới từ 21 quốc gia sẽ có mặt để giám sát quá trình bỏ phiếu. Trong đó có cả những quan sát viên đến từ những quốc gia vốn phản đối cuộc trưng cầu dân ý này như Mỹ, Pháp hay Đức. Chính quyền khu tự trị cũng cho hay khoảng 1,52 triệu người dân Crimea có đủ tư cách để tham gia cuộc trưng cầu và kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 3. Các phiếu bầu đã được phát cho 27 tiểu bang trên bán đảo này. Trước những khó khăn của khu tự trị Crimea do cuộc khủng hoảng chính trị, Nga đã chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho thành phố Sevastopol nằm trên bán đảo này và cũng là khu vực hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú. Gần đây, nhiều khu vực ở Nga đã viện trợ tài chính cho chính quyền Crimea sau khi Thượng viện Nga tuyên bố ủng hộ khu vực có thể tách khỏi Ukraine này. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền, ông Ivan Simonovic, đã kêu gọi chính phủ tạm quyền tại Ukraine bảo đảm nhân quyền và quyền tham gia vào chính quyền mới của các đảng phái tại quốc gia Đông Âu này. Trước đó, chính quyền lâm thời tại Kiev đã cáo buộc cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã vi phạm nhân quyền, song Nga và khu tự trị Crimea thì cho rằng chính phủ mới tại Ukraine mới là người ngược đãi và đe dọa cộng đồng nói tiếng Nga tại nước này.